Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 3. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam họp phiên thứ tư. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Nợ nước ngoài của Nga thấp nhất trong 15 năm. Thưa quý vị, chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Nam tổ chức họp phiên thứ tư để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo và đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Nam đã đánh giá công tác quý 1 năm 2023 với những kết quả nổi bật. Trong đó, Ban chỉ đạo đề nghị bổ sung quy chế làm việc, điều chỉnh bổ sung quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, đề nghị đưa một số vụ án liên quan đến đăng kiểm 9201D và 9202D vào diện theo dõi liên quan các vụ án tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An đang tiếp tục củng cố hồ sơ. Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi chỉ đạo cơ bản đảm bảo tiến độ để cơ quan tố tụng xét xử đúng thời gian quy định. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các thành viên tăng cường theo dõi các địa phương được phân công đứng điểm, đôn đốc công tác kiểm tra các dự án có dấu hiệu sai phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong đó, các thành viên theo dõi sát các tình hình triển khai dự án vùng Đông Quảng Nam. Sáng qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn, lãnh đạo của Liên hiệp qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức hữu nghị thành viên và nhiều bạn bè quốc tế. Với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tìm đến bạn bè đối tác và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị. 20 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã đón tiếp hơn 380 đoàn khách nước ngoài với hơn 2.500 lượt người là chuyên gia, các nhà nghiên cứu, sinh viên học sinh từ trên 20 quốc gia vùng lãnh thổ đến thăm làm việc, triển khai nhiều chương trình dự án hoạt động thiện nguyện vì hòa bình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều tình nguyện viên chuyên gia các nước New Zealand, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ gắn bó nhiều năm với vùng đất con người xứ Quảng và họ coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Nhiều chương trình dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là địa bàn những vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương trong tỉnh. Qua 20 năm hình thành phát triển, những người làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, dù kiêm nhiệm hay chuyên trách, đều có quyền tự hào vì sự đóng góp tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên vào sự nghiệp phát triển nhiều mặt của tỉnh, xứng đáng là binh chủng chủ lực, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Nam với các nước trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22, phấn đấu đến năm 2030, Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng thay mặt tỉnh ủy trao tặng bức trướng mang nội dung chủ động linh hoạt, sáng tạo hiệu quả cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hội hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Nam vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam. Sáng qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn trực tiếp đi khảo sát trên lòng hồ thủy điện sông Bôn Năm, làm việc trực tiếp với các đơn vị địa phương liên quan để tháo gỡ các vướng mắc của dự án khu du lịch sinh thái Trường Sơn sông Bôn. Khu du lịch sinh thái Trường Sơn sông Bôn tại thôn Kuchirin, xã Mà Coi, huyện Đông Giang có diện tích khoảng 20 ha, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5 năm 2019. Trong đó, dự án sử dụng một phần diện tích mặt nước thủy điện sông Bôn Năm để làm du lịch sinh thái. Công ty cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp là chủ đầu tư dự án. Đây cũng là đơn vị chủ đầu tư của dự án du lịch lớn nhất phía Tây tỉnh Quảng Nam
Cổng trời Đông Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao nhiệm vụ cho công ty cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang tổ chức làm việc với chủ hồ thủy điện sông Bông Năm để triển khai phương án khai thác du lịch lòng hồ thủy điện sông Bông Năm trên cơ sở đảm bảo các quy định an toàn hoạt động trên lòng hồ, không gây cản trở hoặc làm giảm mục tiêu phát điện của nhà máy. Đây là hoạt động du lịch khám phá, di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ trong phạm vi chiều dài khoảng 5 đến 7 km, chỉ hoạt động vào mùa cạn. Tuy nhiên, công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1, đơn vị chủ hồ thủy điện sông Bông Năm không đồng ý cho khai thác diện tích mặt nước vào các mục đích khác, vì vậy đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và hai địa phương Đông Giang, Nam Giang đều thống nhất chủ trương ủng hộ phát triển du lịch sinh thái trên lòng hồ sông Bông Năm để đa dạng sinh kế cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận các kiến nghị của công ty cổ phần khu du lịch sinh thái Hang Gợp, đề nghị đơn vị bổ sung gấp các hồ sơ phương án cần thiết. Sở Công Thương chủ trì tổng hợp lấy ý kiến các sở ngành địa phương liên quan báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, tạo điều kiện để triển khai dự án. Tại khu vực rạng Bà Đậu, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, sáng qua, Chi cục Thủy sản Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, ngày 1 tháng 4 1959, ngày 1 tháng 4 2023, tuyên truyền và thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực biển. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho rằng, hoạt động thả giống tại các vùng biển khu vực cửa sông sẽ góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản trong các thủy vực tự nhiên, gia tăng số lượng cá thể, quần đàn, đa dạng hệ sinh thái biển, phục hồi nguồn lợi thủy sản và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thông qua các hoạt động này đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau buổi lễ, lãnh đạo ngành nông nghiệp, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng và hàng trăm đoàn viên thanh niên, người dân ven biển thả 12.000 cá giống nhân tạo ra khu vực rạng Bà Đậu. Trong số cá giống này có 3.000 con dìa, 4.500 con cá chim vây vàng và 4.500 con cá đối mục, tổng kinh phí huy động gần 130 triệu đồng. Năm 2022, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD đã công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển rạng Bà Đậu, xã Tam Tiến. Đây là cơ hội để người dân, chính quyền địa phương đóng góp phục hồi hệ sinh thái rạng san hô và giảm cường lực khai thác quá mức và hủy diệt phát triển sinh kế bền vững, bao gồm du lịch cộng đồng những năm đến. Sáng qua, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023, Huyện ủy Thăng Bình tập trung chỉ đạo củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị địa phương, tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031, đồng thời ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023, thống nhất nhân sự để Ủy ban Nhân dân huyện củng cố sắp xếp nhân sự các phòng ban như củng cố chức danh trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã xét kết nạp mới 20 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 12,5% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cạnh đó, các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo kế hoạch đề ra. Quý 2 năm 2023, Huyện ủy Thăng Bình tập trung tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Thăng Bình còn thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và triển khai các nội dung quan trọng khác. Cũng vào sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên Đại Lộc khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện cùng 120 đại biểu là các bạn đoàn viên thanh niên tiêu biểu đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện. Hiện nay, vấn đề chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Toàn huyện đã hình thành các tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các địa phương. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số,
tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn người dân tiếp cận với chuyển đổi số. Đoàn từ huyện đến cơ sở đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ quảng bá tiêu thụ sản phẩm, khởi nghiệp của thanh niên cũng được thực hiện tốt. Hiện nay toàn huyện có 5 hợp tác xã, 14 mô hình tổ hợp tác, 52 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Và trong năm 2022, Đại Lộc vinh dự có 2 gương thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng của Trung ương đoàn về dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên thanh niên gửi đến đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, chủ yếu liên quan đến các nhóm vấn đề, lĩnh vực đào tạo nghề và lao động việc làm, lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp, lĩnh vực nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ thanh niên nhân rộng mô hình kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực chuyển đổi số. Những vấn đề các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện thông tin và giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên án sơ thẩm vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm 51 bị cáo với tổng số tiền lên đến 600 tỷ đồng. Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất tại tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của nhiều bị cáo trên các tỉnh thành trong cả nước. Khoảng đầu tháng 7 2018, đối tượng Võ Tấn Anh, bị cáo Trần Thế Bon trú tại thành phố Đà Nẵng cầm đầu, cùng với các bị cáo Lưu Hoàng Long trú tại thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Quốc Việt trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Trong đó, Trần Thế Bon là người quản lý đảm nhiệm việc tính toán, thu chi tiền thắng thua. Lưu Hoàng Long là người giúp việc cho Anh và Bon làm nhiệm vụ giao tài khoản Super NH10 và NH11 cho Huỳnh Quốc Việt để việc tổ chức đánh bạc. Từ các tài khoản này, các đối tượng trên lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng. Trong vụ án có 51 bị cáo bị đưa ra khởi tố, truy tố, xét xử. Trong đó có 18 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, 33 bị cáo phạm tội đánh bạc. Qua 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định tuyên phạt 51 bị cáo. Trong đó có 48 bị cáo áp dụng hình phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm tù, theo tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội của từng bị cáo. Có 3 bị cáo áp dụng hình thức phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng các biện pháp tư pháp truy thu số tiền thu lợi bất chính đối với các bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc, truy thu số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối với các bị cáo và tịch thu các vật chứng đã thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Bộ Xây dựng cho biết Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam có đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho phép các doanh nghiệp được giãn nợ ngân hàng. Cụ thể, đề xuất đưa ra cho phép các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Thời gian được cơ cấu là 24 tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng như đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản. Kiến nghị giúp các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng do mất khả năng thanh toán của khách hàng trong ngành bất động sản, có thời gian thu hồi nợ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm có doanh thu để dần dần thanh toán nợ vay, đồng thời hạn chế dư nợ của toàn nền kinh tế bị chuyển sang nợ xấu. Thưa quý vị, hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu đang hoạt động theo nguyên tắc trích lập trước chi sau qua giá. Các chuyên gia cho rằng nguyên tắc này không giúp hạ thấp chi phí xăng dầu. Cùng với đó, quỹ bình ổn xăng dầu có xu hướng trích lập khi giá thế giới kỳ trước giảm và ngược lại. Ngoài ra, việc trích lập khi giá thế giới tăng cũng khá phổ biến. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên tắc này không đảm bảo bình ổn và quỹ bình ổn xăng dầu chưa thực hiện tốt chức năng bình ổn giá. Lấy dẫn chứng về việc quỹ bình ổn chưa thực hiện tốt chức năng bình ổn giá, tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, đã thử làm một phép tính toán so sánh việc giá xăng dầu trong nước có quỹ và khi không có quỹ thì mức độ biến động của giá khác nhau thế nào. Và ông đã nhận thấy việc không có quỹ thì giá xăng dầu trong nước thậm chí còn ổn định hơn là có quỹ. Đơn giản là tính theo cái phương sai, tính theo độ lệch chuẩn, tức là cái mức độ biến thiên của cái giá xăng dầu trong nước. Khi mà không có quỹ và có quỹ thì khi có quỹ thì mức độ bất ổn, mức độ biến động của nó còn cao hơn cả là khi chúng ta giả sử là không có quỹ, dựa trên cái dữ liệu công bố hàng kỳ của
của Bộ Công Thương về cái việc là họ trích lập hay là chi quỹ bao nhiêu, thì tôi bóc tách cái phần dùng đến quỹ ra, thì thấy rằng cái giá trong nước mà khi không có quỹ thì nó còn ổn định hơn là khi có quỹ. Do vậy thì cái mục tiêu cao nhất của quỹ là bình ổn giá thì là không làm được hoặc làm không hiệu quả. Thời gian qua, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam từng nhiều lần kiến nghị bỏ quỹ bình ổn xăng dầu để hoạt động theo cơ chế thị trường. Đồng tình quan điểm này, các chuyên gia kinh tế cho rằng khi bỏ quỹ bình ổn xăng dầu, tính minh bạch công khai trong điều hành giá sẽ tốt hơn, tạo cơ hội bình đẳng trong hệ thống các doanh nghiệp đầu mối. Cái chế định rất là quan trọng là quỹ bình ổn xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng là cái sứ mệnh lịch sử của quỹ bình ổn xăng dầu cũng đã đến thời điểm. Cho nên cái việc cân nhắc tiếp tục duy trì quỹ bình ổn xăng dầu cũng là điều mà cần phải xem xét, đánh giá những tác động của nó và những cái chi phí của nó đã tạo ra cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hay là quỹ dự trữ xăng dầu như thế nào, vai trò của doanh nghiệp và vai trò của nhà nước ra sao. Hiện nay thì những nhiều cơ chế nó đang tạo ra nhiều cái gánh nặng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cái quỹ bình ổn giá xăng dầu ấy thì nó là lấy của người tiêu dùng, xong sau đó lại chi ra. Đấy, chi ra tức là nhà nước không phải mất gì cả, nó lại chi ra. Nhưng mà cái quỹ bình ổn giá xăng dầu nó chỉ có tác dụng khi mà giá xăng dầu nó biến động ít và trong một thời gian ngắn. Thế nhưng mà khi nó biến động lớn như thế này và trong một thời gian dài thì quỹ bình ổn giá không còn nhiều tác dụng nữa. Đấy, cho nên là và cái tạm gọi là cái sứ mệnh lịch sử của nó cũng đã hết. Hiện nay cơ chế điều hành giá xăng dầu không theo cơ chế thị trường, đây cũng chính là một trong những khiếm khuyết của quỹ bình ổn xăng dầu. Do đó có thể bỏ được quỹ bình ổn xăng dầu nếu như thực hiện tốt các cơ chế thị trường. Nếu như ai đó lo lắng về lạm phát thì tôi cho rằng là bỏ thuế đi, giảm thuế trong giá xăng dầu là tự nhiên là giá nó thấp ngay. Cho nên là cái việc mà lo lắng như thế theo tôi là phi lý, là phi lý. Cho nên là tôi vẫn cho rằng là cái đầu tiên bỏ như thế thì chúng ta sẽ bỏ được cái quỹ bình ổn giá. Bên cạnh góp ý nên khai tử quỹ bình ổn xăng dầu thì cũng có ý kiến tán thành về sự cần thiết duy trì, bởi quỹ này là một trong những công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước. Đây là biện pháp kinh tế, không phải can thiệp hành chính, nhưng để làm được điều này thì vẫn phải khắc phục những khiếm khuyết của quỹ này đã bộc lộ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị vào mùa cao điểm. Để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm mùa du lịch, đặc biệt là tại các chợ truyền thống, công tác giám sát đang được tăng cường. Ban quản lý các chợ cũng tuyên truyền tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu ẩm thực chợ Cồn. Đây là một trong số những điểm đến hút khách tại Đà Nẵng, bởi tại đây có nhiều quầy kinh doanh các món ẩm thực đặc sản của Đà Nẵng. Do đó, tất cả các quầy kinh doanh ngành hàng ăn uống tại đây đều phải tuân thủ nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn nè, thực phẩm nè, và bảo quản rất là kỹ để cho nó thoáng. Gia vị bình thường, đường, mắm, muối thôi. Và mình không có bảo quản những thứ mà độc hại, những phèn sa, màu phẩm đồ. Đà Nẵng có 74 chợ truyền thống có kinh doanh ẩm thực và thực phẩm đã qua sơ chế, chế biến, phục vụ khách du lịch. Chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ sắp tới và các hoạt động du lịch hè, công tác giám sát an toàn thực phẩm đang được tăng cường, trong đó thường xuyên lấy mẫu thực phẩm, test nhanh đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn. Phải tuân theo là thứ nhất là không có chất bảo quản và không có hàng the, thì chị là thay thế bằng cái chất hàng the là bằng cái phụ gia, thì có hóa đơn, chứng từ và có giấy an toàn thực phẩm. Tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đối với những cái sản phẩm hàn the, phẩm bôn, phẩm màu. Sau đó nếu phát hiện thì chúng tôi tiến hành đưa lên mẫu đi xét nghiệm. Và sau đó xét nghiệm rồi bắt đầu chúng tôi kết quả và trả lời cho tiểu thương, mà nếu mà tốt thì không sao, nhưng không tốt thì chúng tôi bắt buộc phải ra một công cuộc tuyên truyền. Một số chợ phục vụ du lịch ở Đà Nẵng cũng đã đầu tư cải tạo khu vực kinh doanh ăn uống, ẩm thực theo tiêu chí chợ an toàn văn minh. Ngành hàng thực phẩm sơ chế chế biến sẵn được kiểm tra thường xuyên, thực hiện dán tem QR code để truy xuất nguồn gốc. Triển khai cái tem nhãn QR code thì đã là một cái là ban lý cũng đang duy trì để đảm bảo, đó là nhất là quyền lợi của hộ kinh doanh. Khi người ta truy xuất và đảm bảo cái thương hiệu của họ và người khách hàng cũng nằm ở trong cái quyền lợi đó. Khi người ta mua một hàng hóa mà không đảm bảo thì người ta truy xuất ra sẽ biết cái nguồn gốc, cái hàng đó ở khu vực nào và do ai bán cho mình. Thì từ đó thì có sự phản hồi giữa ban lý cũng như hộ kinh doanh. Theo ban quản lý các chợ truyền thống, khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc quản lý thực phẩm tại chợ là việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của tiểu thương.
cũng như khó khăn trong xử lý tình trạng chợ cóc, chợ tự phát vây quanh các chợ truyền thống. Do đó rất cần có sự chung tay của địa phương trong thực hiện đề án chợ du lịch để chợ truyền thống trở thành điểm tham quan trải nghiệm với du khách khi đến với Đà Nẵng. Thưa quý vị, miền núi Quảng Nam, nơi sinh sống của đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đó bên cạnh những phong tục tập quán tốt đẹp vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu cần xóa bỏ. Trong đó, việc tin vào thầy bói, ma dâu, ngải nghệ, cúng bái khi đau ốm là một hủ tục xấu gây nhiều hệ lụy trong cộng đồng dân cư. Phóng sự được thực hiện tại huyện miền núi Phước Sơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Đang trong vụ sản xuất đông xuân, nhưng những người phụ nữ giải trí này vẫn không buồn lên nương, lên rẫy. Làng mới có người chết nên theo phong tục nghiên cử, họ chỉ ở nhà và không bước chân ra khỏi làng. Có thể họ không biết nguyên nhân của cái chết, song bao nhiêu ngày cử kiêng theo đúng phong tục là họ luôn luôn nhớ. Thì mất keo ăn cá chua bị ngộ độc nữa mà cũng không có, mình cũng không rõ. Họ đi bệnh viện, họ xét nghiệm này nọ kia. Cái nó chỉ có người trong nhà của họ, họ biết. Trong làng có người mất là họ cử mùng 1 với mùng 4, mùng 9. Làng có người chết thì kiêng cử, còn người sống khi đau ốm thì đi xem thầy bói để cúng bái. Nhà sinh hoạt truyền thống của người dân thôn 2 không có gì đáng giá, ngoài những cặp sừng trâu chi chít. Bên cạnh những sừng trâu còn sót lại của các lễ hội Tết mùa, mừng lúa mới, thì vẫn có không ít những sừng trâu ghi dấu ấn của các hủ tục, cúng bái, bà dâu, ngải nghệ. Như người phụ nữ này, dù nghèo vẫn phải mượn tiền để tổ chức cúng trâu, cầu mong thần linh phù hộ. Còn chưa khỏi bệnh, thì trong làng vì tham gia ăn trâu, ăn cá chua, dẫn đến một người chết, bốn người ngộ độc nặng, phải đưa đi cấp cứu. Mừng tiền hoa, mừng tiền của hạ nữa. Mới được 15 triệu, có mới mua được con trâu. Mua con trâu nữa, mới câu cầu. Nợ 15 triệu. Nợ 15 triệu chưa tính mà tiền chiền máu nữa, 20 triệu nữa. 35 triệu. 35 triệu. Còn liên quan về chuyện đâm trâu cái này thì trước đây thì tương đối phổ biến. Đến giờ phút này thì cơ bản bà con đã cũng như là đã cái hạn chế để liên quan đến cái vấn đề kinh tế này. Đặc biệt người dân mình hiện nay cũng rất khó khăn. Những cái chết vì ngộ độc cá ủ chua vẫn đang là câu chuyện nóng ở huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Những cái chết và hậu quả để lại vẫn là nỗi đau dai dẳng cho người còn sống. Và ở đó, một khi những mê tín cúng bói khi đau ốm, kiêng cử, khi làng có người chết vẫn chưa được xóa bỏ, thì không ai dám chắc rằng cuộc sống của đồng bào vùng cao mới thực sự bước ra khỏi những hủ tục đáng sợ. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, việc giao thương của Nga với một số nước vẫn tăng trưởng mạnh trong năm ngoái đã khiến nước này có nhiều dư địa để thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Nga cho biết nợ nước ngoài trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm nhờ tất toán nhiều khoản vay thông qua các khuôn khổ đầu tư trực tiếp và giảm nợ trái phiếu chính phủ. Cụ thể, nợ nước ngoài của Nga giảm hơn 21% trong năm 2022, gần 102 tỷ đô la Mỹ xuống chỉ còn 380,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 15% GDP. Đây là mức nợ nước ngoài thấp nhất kể từ quý 1 năm 2007 và là mức sụt giảm nợ lớn nhất kể từ năm 2014. Đây là một thành quả đáng khích lệ đối với kinh tế Nga, xét trong bối cảnh nước này đã liên tiếp phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây trong hơn một năm qua, kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Hiện Nga vẫn không thể tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế và nguồn vốn trong các ngân hàng Mỹ để tắc toán khoản vay cho các chủ nợ quốc tế. Một công ty của Australia đã cho trình làng một viên thịt nhân tạo khổng lồ được tạo ra từ ADN của loài voi mammut long xoăn đã tuyệt chủng. Điều này mở ra cơ hội để mọi người có thể trải nghiệm những hương vị đã không còn tồn tại trong thời đại này, cũng như mở ra tương lai, giảm sức ép săn bắn và chăn nuôi các loài động vật lấy thịt. Viên thịt khổng lồ được đặt tại Bảo tàng Khoa học Nemo tại thành phố Amsterdam của Hà Lan và do công ty thịt nhân tạo Fro của Australia sản xuất. Loại thịt nhân tạo này được tạo ra từ tế bào cừu cấy thêm myoglobin hay sắc tố trong bắp thịt của voi mammut.
Tuy nhiên, do chuỗi ADN của loài voi mamut này không hoàn chỉnh, nên các nhà khoa học đã phải sử dụng thêm ADN từ loài voi châu Phi. Dự án này được FAO thực hiện với mục tiêu tăng cường nhận thức của con người về thịt nhân tạo, qua đó coi sản phẩm này là lựa chọn thay thế bền vững cho các sản phẩm thịt truyền thống. Sản phẩm thịt nhân tạo voi mamut này được đánh giá có mùi giống thịt cá sấu, song sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra nghiêm ngặt để đánh giá về độ an toàn khi sử dụng trước khi được tung ra thị trường. Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Group của Trung Quốc đã lên kế hoạch chia tách thành 6 đơn vị và nghiên cứu các hoạt động huy động vốn hoặc niêm yết cho hầu hết các đơn vị. Kế hoạch này nằm trong một cuộc cải tổ lớn khi Trung Quốc tuyên bố sẽ nới lỏng các quy định và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân. Trong đợt tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử 24 năm, Alibaba cho biết sẽ chia thành 6 đơn vị gồm Cloud Intelligence Group, Tạo Bao, Thermal Commerce Group, Local Services Group, Canyon Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group và Digital Media and Entertainment Group. Động thái được đánh giá là phù hợp với nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng cường trong khu vực tư nhân sau 2 năm siết chặt quy định. Các nhà phân tích cho biết việc phân tích có thể giảm bớt sự giám sát đối với cả khổng lồ công nghệ có hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Theo chương trình cải tổ, giám đốc điều hành Daniel Zhang sẽ tiếp tục là chủ tịch và giám đốc điều hành CEO của Alibaba. Theo mô hình quản lý công ty cổ phần, đồng thời CEO của Global Intelligence Group. Lâu nay, những dòng sông chứa đầy rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề nan giải tại nhiều quốc gia. Tại Anh, robot cá mập hút rác Wisas đã trở thành một cứu cánh với sứ mệnh thu gom rác thải nhựa quanh các bến cảng ở thủ đô London, ngăn chúng chạy ra biển. Theo Jean Marine, công ty chế tạo Wisas, robot cá mập có thể làm sạch lòng sông bằng việc thu lượm hơn 22.700 chai nhựa mỗi ngày. Robot chạy bằng pin và có thể di chuyển tối đa 5 km dưới nước trước khi cần phải sạc lại. Trước khi hết pin, Wisas có thể thu gom tới 500 kg nhựa và các loại rác thải dưới nước. Đáng chú ý, Wisas không phát thải carbon, không gây ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng khi di chuyển và không gây mối đe dọa nào tới đời sống hoang dã. Chúng cũng thu thập dữ liệu về chất lượng nước, cung cấp cho các nhà nghiên cứu thông tin về nhiệt độ, độ cân bằng pH, độ mặn cũng như độ sâu của nước. Wisas được bán với giá khoảng 20.000 pound, tương đương 24.600 đô la Mỹ, hoặc giá cho thuê một tháng khoảng 1.000 pound, tương đương hơn 1.200 đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 74 đến 97%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 74 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%, gió nhẹ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của đài chúng tôi ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.